Ok. Ok. Chúng ta sẽ kiểm tra xem núi Phú Sĩ Nhật Bản, tháp đồng hồ Big Ben Anh, đại nội kinh thành Huế, cầu Mỹ Thuận, đúng rồi Trương. Ô cái này mới hay nè, Trương có bản sư phạm Đà Lạt, bạn nhận ra là hơi bị hay đấy. Hơi bị hay. Đúng rồi. Em đi du lịch rất là nhiều. Nhưng mà trường trung học phổ thông chuyên quốc học Huế thì sai rồi bạn. Cái này sai. Khó làm tôi tưởng đâu là con người Huế vậy. Này cháu hãy đứng đây nè. Đúng rồi. À cái đấy em biết, ở dưới Singapore. Như vậy là chúng ta có 7 bức hình và 7 địa danh.